Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng tăng nhẹ, tăng khoảng hơn 4 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,25%. Hiện tại vẫn chỉ giao dịch quanh ngưỡng 1.744 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.738,80 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.746,53 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,18%. Tuy nhiên thì vẫn giao dịch ở mức rất cao 106,843 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu tăng trở lại. Với tỷ lệ tăng là 2,69%, giao dịch ở mức 22.200 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,23%. Giao dịch sát mức 3% trên một năm, còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô hiện tại giao dịch ở mức 102,100 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới biến động liên tục trong vùng 1.738 cho đến 1.748 đô la Mỹ trên một ounce. Và đến thời điểm 6 giờ sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 7, giá vàng giao ngay ở mức 1.740 đô la Mỹ trên một ounce, ngang bằng với mức giá ngày hôm qua. Các thị trường quan trọng khác ghi nhận giá dầu thô từ 95 đô la Mỹ trên một thùng tăng mạnh lên 104 đô la Mỹ trên thùng. Thế nhưng yếu tố này không đủ sức mạnh để thúc đẩy giá vàng đi lên. Nguyên nhân được cho là các kênh đầu tư khác trở nên hấp dẫn giới đầu tư. Cụ thể, với lãi suất trái phiếu Mỹ từ 2,8% trên một năm tăng lên 3% trên một năm, nhiều người đã thu gom đồng đô la Mỹ để mua trái phiếu, giúp cho đồng đô la Mỹ tăng giá và tạo áp lực lên giá vàng phiên hôm nay. Thị trường chứng khoán thế giới cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người khi mà cổ phiếu tại Mỹ và châu Âu cũng như là Nhật Bản xanh sàn. Điều này cho thấy dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị hạn chế, do đó mà giá vàng ngày hôm nay không thể bật tăng. Trong khi đó, thị trường gần như tin tưởng Mỹ sẽ quyết định tăng lãi suất, tăng thêm 0,75% cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào giữa tuần sau. Theo đó thì đồng đô la Mỹ được dự báo còn tăng giá nhiều hơn nữa, có thể làm cho thị trường vàng rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Thế nên, tại thời điểm này giới đầu tư chưa mạnh tay đưa vốn vào kim loại quý, khiến giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch khá giằng co. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, thương hiệu vàng Doji niêm yết quanh mức 67,8 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 68,45 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Với Doji Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 67,90 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 68,40 triệu đồng trên lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thì niêm yết giá vàng SJC Hà Nội và Đà Nẵng ở mức 67,85 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 68,47 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Và niêm yết ở khu Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở ngưỡng tương tự, còn giá bán ra ở mức 68,45 triệu đồng trên lượng. Tại Phú Quý, SJC đang giao dịch vàng quanh ngưỡng 67,85 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 68,40 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì giá vàng trong nước lại điều chỉnh tăng nhẹ quý vị và các bạn nhé. Bên cạnh đó thì có một số hệ thống tăng giảm đan xen. Còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, hiện tại thì chưa có thay đổi về giá. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.790.000, bán ra 6.850.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng nhẹ 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.790.000, bán ra 6.852.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.780.000, bán ra 6.840.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra.
PNG Hà Nội mua vào 6.780.000, bán ra 6.840.000, giảm 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.795.000, bán ra 6.845.000. Doji Hà Nội mua vào 6.780.000, bán ra 6.840.000. Phú Quý SJC mua vào 6.785.000, bán ra 6.840.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.786.000, bán ra 6.838.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.805.000, bán ra 6.845.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.770.000, bán ra 6.830.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.760.000, bán ra 6.840.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank mua vào 6.775.000, bán ra 6.830.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.790.000, bán ra 6.850.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 620.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.790.000, bán ra 6.852.000. SJC Huế mua vào 6.787.000, bán ra 6.853.000. SJC Bình Phước mua vào 6.788.000, bán ra 6.852.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.790.000, bán ra 6.850.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.792.000, bán ra 6.855.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.790.000, bán ra 6.852.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.788.000, bán ra 6.852.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Sau khi giảm mạnh trong khoảng 271.000 cho đến 650.000 đồng trên mỗi lượng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, thì đến thời điểm hiện tại thì giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé, giảm trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.190.000, bán ra 5.285.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.165.000, bán ra 5.235.000, cùng giảm nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.053.2.000, bán ra 5.183.2.000. Vàng 18K mua vào 3.741.6.000, bán ra 3.941.6.000. Vàng 14K mua vào 2.867.3.000, bán ra 3.067.3.000. Vàng 10K mua vào 1.998.2.000, bán ra 2.198.2.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.